Sau đây em khoe cặp loa Beoner CS755 gửi đến các bác. Các bác nào yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em nha. Giá em bên em cân đối, giá đã bao gồm vi chip là 15.700.000 nha. 15.700.000. Ekenjin nha các bác, Ekenjin. Loa rất là đẹp nhá. Đây là hai số điện thoại của em, các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Đây Ekenjin này các bác. Đấy, Ekenjin luôn. Logo phía trước này. Đấy. Logo nó nâu ra nha các bác. Đặc trưng của dòng 755. Đấy, cọc thay kênh nó này. Rất là đẹp nha. Cặp loa sở hữu bass 30, một trung dom, một chép dom và hai vi tinh chỉnh phía trước. Đây, em mời các bác xem nha. Nó là model CS755 bass 30. Một trung dom, một chép dom và hai vi tinh chỉnh. Đây là vi tinh chỉnh giải chép này, chỉnh giải cao phần chép hay là chỉnh giải mic, chỉnh lo mic đây. Và bên này cũng vậy nha các bác. Đây các bác thấy độ đẹp của tiếng loa này. Bên này luôn phân phối cho các bác những dòng loa chất bãi về. Các bác thấy chất bãi này. Đấy, nước phay của nó này, nguyên bản nó rất là đẹp, sáng. Đấy, phay nhôm. Đấy, các bác thấy này. Đấy, rất là đẹp nha. Và là loa chung này, loa chép. À, loa bass. Bass là khung của nó là khung đúc nha các bác. Khung đúc này. Mình có thể thấy qua ống kính này. Đấy, sườn đúc hết. Và bass 30 này nha các bác. Gân là cũng là gân dinh luôn nha các bác. Gần duyên luôn nha. Nó là gần vải. Bass 30. Dòng loa này phục vụ các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero rất là hay. Beoner CS755 15.700.000 nha các bác. Đây là phía trên này. Nó văn gỗ simili nha, văn gỗ. Về tiếng loa thì tuyệt vời nha các bác. Đẹp long lanh cành đào luôn. Đấy, các bác thể xem. Đây là tổng thể phía trước của cặp loa. Rồi. Đây là cạnh phải nha, cạnh phải cặp loa. Loa rất là nặng nha các bác. Rất nặng. Bác nào yêu thích những dòng loa Beoner thì liên hệ cho em. Nó rất là dễ phối ghép, các bác ghép với những âm ly sân xui á. Là đờ nông cũng được, đờ nông nếu các bác thích tiếng bass. Vân vân. Beoner thì rất là tốt, những dòng receiver cổ. Này, thấy góc cạnh rất là đẹp nha. 15.700.000, em cân đối rồi, nên bác nào yêu thích thì liên hệ cho em nha. Giờ em vừa có điện thoại một tí, giờ ngừng một tí. Đây là cạnh trái này các bác. Đấy. Loa rất là đẹp nhá. Bác nào sưu tập cặp CX755 thì liên hệ cho em. Rất là tầm tiền, cái tầm tiền mà dưới 16 triệu thì đây là những cặp loa rất là đáng chơi. Về âm thanh của dòng Beoner thì rất là hay. Nên mời các bác xem chi tiết nha. Rồi nói chung về ngoại thất thì tuyệt vời. Và cuối cùng đây là phía sau hai cái tờ giấy catalog nó mất rồi. Nó mất rồi các bác. Đấy, hai tờ giấy là tờ giấy thông số này, của hãng người ta thường người ta đóng vô đây. Các bác thấy hai tờ giấy nó mất rồi. Nhưng mà nó rất là đẹp. Đây các bác thấy này. Đấy. Tuyệt vời nha. Bên em luôn phục vụ cho các bác là những cặp loa chất bãi tuyển chọn kỳ lượng, tất cả là bảo hành nguyên zin hết cho các bác và hoạt động hoàn hảo. Giá khi em báo ra là em đã cân đối kỹ cho các bác về giá cả cũng như là em luôn luôn bao ship cho các bác. Các bác thứ ở xa, các bác thứ nhất là cọc tiền thì cọc ít nhất là khoảng 10%, 2-3 triệu gì đấy. Còn nếu các bác chi khoản đủ thì em sẽ bớt khoảng là vài trăm để các bác uống cà phê vân vân. Nó là ưu đãi mua hàng bên em. Nếu các bác nào yêu thích cặp loa 755 này, các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại này này, hoặc là kết bạn qua Zalo số này nha. Số này có Zalo, số này cũng có Zalo nhưng mà số trên nó đầy rồi. Số này 77027 nha các bác. Và tiếp tục em chiến giới thiệu cho các bác một cặp loa rất là nổi tiếng, một cặp loa được các bác rất là yêu thích. Đó là những dòng loa bass 30 của Beoner. Trong tầm tiền dưới 20 triệu thì những model mà các bác yêu thích của hãng Beoner như là 755, 616 và những dòng 180. Và đây là model 616 nha các bác. Hoa hậu để các bác sưu tầm. Và em báo giá luôn để các bác tiện cân đối. Cặp 616 này giá là 18 triệu nha các bác. Rất là đẹp. Và cặp này em tuyển cũng như là lựa chọn về để phục vụ các bác là cặp này
độc chứ không phải là như những cặp khác rất hiếm nha. Chép vàng, mic vàng nha. Đấy, e canh rất là đẹp nha các bác, e canh cực kỳ đẹp nha, hình sinh của nó. Đây, cặp loa rất đẹp, có nghĩa là bát vàng, mic vàng, chép vàng, nấm là vàng hết nha các bác. Đấy, các bác thấy bát đẹp trưng của dòng 616 là bát côn thủng. Đấy, có một cái lỗ phía trước này. Đây, bát 30 gần vải nha các bác. Dòng này tiếng rất là hay, các bác thấy đồ đẹp thôi chưa, mic vàng và chép vàng, trung vàng này. Đấy, và độ đẹp ken của những tiếng loa như là loa chép, loa mic và gong, loa bass sang tròn. Và hai vi tinh chỉnh phía trước nha các bác, một lỗ thông hơi nữa này, hai vi tinh chỉnh dài mic và dài chép. Tao thấy chép vàng này, mic vàng. Giá cặp loa là 18 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác nào yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia. Em Chiến sẽ giao hàng tận nơi cho các bác. Các bác ở xa, các bác không đến được với em thì các bác cọc tiền. Thì cọc tiền thì khoảng 2 triệu trở lên nha các bác. Còn các bác nào chuyển khoản đủ em sẽ bớt 300 ngàn, vẫn là bao ship cho các bác luôn nha. Rồi, rồi mời các bác xem lại tiếng loa một tí nữa rồi em sẽ đi vào chi tiết cặp loa hơn. Rồi, rất là đẹp. Loa bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Đấy, hay là phía trên. Đây, các bác nào thích sưu tầm cặp Pioneer 616 thì cứ trực tiếp alo cho em nha, rất là đẹp nha. Đây là cạnh trái của cặp loa, nói chung là không có điểm chê nào hết các bác, một cặp loa tiếng về rất là đẹp luôn. Pioneer 616 trung vàng chất vàng, đây các bác thấy thấy rất là đẹp. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Đây, các bác nào có nhu cầu cứ trực tiếp alo vào hai số điện thoại này và chốt sản phẩm nào thì cứ em gửi hàng tặng nơi cho các bác. Đây là phía sau của cặp loa nha các bác. Chép line. Cặp loa sử dụng mỏ chim 100W cho một loa nha. Rất là dễ phối ghép và âm thanh của dòng 616 thì tuyệt vời. Vuông thành sát cạnh nha. Và em Chiến mời các bác xem lại tổng thể phía trước của cặp loa một tí nữa rồi em sẽ dừng video. Đây, các bác thấy đẹp không, bát nấm vàng lên trung vàng và chép vàng luôn, đẹp tuyệt vời luôn nha.